Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhé. Thì mình là Min đây. Thì theo đúng lời hứa, tôi sẽ review một con Omega cho mấy bạn cùng xem nhé. Đáng lẽ là tôi sẽ review ạc tôi cơ, nhưng mà ạc tôi lúc đang đi cái ride đấy thì bị cúp điện, nên là giờ vẫn chưa đủ đá để đổi mấy ông ạ. Và tôi cũng biết là tại sao mà của tôi nó không hiện lên ba con như này rồi mấy ông. Mong muốn nó hiện lên ba con mấy ông phải unlock nó ra nhá. Ấy ví dụ như mấy con này này, mấy con này là mấy ông đã lock nó đi rồi thì nó sẽ không hiện lên được. Mấy ông phải bỏ lock nó ra, unlock. Đấy, như này này. Unlock. Ủa mày tới hai con, em sao có hai con vậy em? Đâu anh, 5 con mà anh. Ok thì tôi sẽ đi crash nó lên xem nó là con gì nhá mấy ông nhờ. Thực ra tôi cũng chưa biết con gì nữa. Nhìn thì cái ảnh ở trong cái hình nhân vật ấy rất là giống Kid luôn. À nhầm mắt vô vô rồi. Rất là giống con Kid luôn. Nếu mà mấy ông có xem bên B mấy ông sẽ biết Kid. Kid là cái thằng mà bị gãy tay ấy luôn. À không, bị chặt tay đấy. Thôi crash lên đi, không nói nhiều nữa mấy ông ạ. Nhà nhìn rất là giống Kid luôn nhá. Nhưng mà tôi nghe về bạn nghĩ nó là con Luffy. Ờ, à, Luffy đâu? Luffy hay Kid? À là Luffy gây form là Zenitsu Man gì đó. Ui 76 đam. À không, 410k đam. Để tôi full xe nó lên. Đây được 98. 4 triệu 6 đam. Nếu mà tính với một con mai thích bình thường, để tôi tính xem một con mai thích như con mi hấp hồi nãy đó anh, level 100 18 là à không 98 nhỉ, con cứ 100 đi, 100 của con mai hấp thì sẽ được 3.8 triệu và con Luffy tới 5.7 triệu. Tính ra là nó ngon hơn mai thích bình thường, nhưng chắc là không ngon bằng Shiny đâu. Ờ sẵn thì một tí tôi cũng review con mai thích này cho mấy ông xem luôn. Cái tên trong anime đó là cái gì mà Koyote Start đi. Ừ, tôi cũng không hiểu sao mà nó quay ra được con này hay thật sự luôn. Để tí tôi review cho mấy ông xem luôn nhá. Đây, để tôi lên đây tôi review liền luôn. Review một con thôi. Này, review con Luffy trước mấy ông nhờ. Đánh một hit là 69 đam. Đam thì cũng gần như mấy con kia đấy. Mà không biết skill nó hiệu ứng nó như nào thôi. Lần ta là quăng vậy. Cái skill nó là kiểu nó vung cái nắm đấm ra xong nó bay tùm lum tà la xong nó đấm xuống gây 34 triệu đam đúng không ạ? Tính ra cũng tạm dùng được phải không ạ? 34 triệu đam. Ok, cũng được đấy. Tạm. Nói chung thì xài Cine đây. Mấy ông xài con mấy con Cine mới thích thì vẫn ngon hơn. Ok, tới con này rồi, thử xem. Đánh thường một hit là 18 triệu đam. Ôi trời, nguyên một nùi luôn rồi sao mà đếm. Để tôi tắt cái auto click cái. Để tính nha mấy ông. Gỡ vắng như vậy thì biết bao nhiêu đam mấy ông nhờ. Để đếm kỹ đây. Này, tính ra con này nó không ngon bằng con kia của tôi nha. Tôi có một con nó tên là White Ripper mấy ông ạ. Có một hit được tới 15 triệu 6 lần, trong khi mà cũng mới level 104. Là nó bằng đam con này nha. Con này 102 bằng gần bằng đam con của tôi. Nhưng mà của tôi đánh ừ, tính ra là nó cũng y vậy à, nó không khác gì hết trơn. Có cái là hiệu ứng nó đẹp không thôi. Ừ. Để tôi thả hai con ra đấm thử xem. Để qua map sao đi. Map sao quái nó không có trâu đánh cho nó nhanh. Đấy, mấy con này khổ thật sự luôn. Ok mọi người, để tôi cho nó đánh thử xem nó cho nguyên combo vào thử. Thử xem nó như nào. Cái của bạn này thì trông cũng khá là mạnh quá không. Nhưng mà Cine thì
hơi ít, đúng không con Cine Legend? Thì theo cảm nghĩ của tôi ấy, thì con Omega này chơi cũng tạm được. Nếu mà ạc của mấy ông không có Cine hay là Seret ấy, thì có thể sử dụng con này được. Nhưng mà nếu có Cine bài thích thì sử dụng Cine bài thích vẫn ngon hơn. Nói chung là cũng xài tạm thôi phải không? Dạng này thì nó chỉ hơn được may thích thôi, chứ nó không hơn được Cine may thích. Khi nào mà mấy ông có 5 con Cine may thích đấy, mấy ông mắt lên thì nó sẽ mạnh đấy. Thì cứ gấp đôi đam lên thì 98, level 98 ra 4.6 đam. Thì khi mấy ông đã Cine thì nó sẽ lên được 9.2 chẳng hạn. Nói chung thì cứ quay Cine up lên nó ngon hơn. Không thì mấy ông cứ treo Siret là được. À, ông này thì mới treo có tầm 200 trứng, treo ít. Tôi treo ít mà tôi đã treo 450 trứng, ông này treo có 200 trứng rồi. Cái gì? Ok thì chút xíu nữa game update 7.1 rồi, mong sắp xếp down server nên tôi cũng xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Video này nó hơi nhàm chán một tí tại vì nói thật như mong là tôi xài ạt người ta, tôi không dám chơi đúng không ạ, không dám chơi nhiều, sợ người ta chửi lắm. Nên thôi kết thúc tại đây nhé, tôi vô ra số chỉ review con Luffy cho mấy ông xem thôi. Để lần sau tôi sẽ cố gắng kiếm vé tiết kiệt xong tôi sẽ đi map sau rồi tôi lấy con này cho mấy ông xem. Đây con này đây. Ok, chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ like, share, đăng ký kênh của tôi đấy. Bye bye.